sao mà các bạn nên lát sàn gỗ đây là lý do con nít nó rất thích bò và khi mà bò trên sàn gỗ nó rất là êm dịu thoải mái ví dụ như cái nền gạch đi nó sẽ rất là lạnh nếu mà chơi lạnh hoặc là rất là nóng nhưng mà sàn gỗ nhiệt độ luôn luôn ổn định nó đảm bảo cho trẻ em bò và các bạn nên lắp sàn gỗ nếu mà có con nít nha rồi sàn gỗ lắp rất là nhanh, chi phí rất là rẻ và sàn gỗ công nghiệp á các bạn chỉ cần lau sơ qua nước là nó tự sạch được rồi nếu mà sàn gỗ công nghiệp nó cũng có một cái nhược điểm đó chính là nếu mà các bạn đổ nước thì chắc chắn sàn gỗ sẽ hư tại vì sàn gỗ công nghiệp nó được thiết kế theo là tấm mdf thì nôn na hiểu là khi mà nó đụng nước cái là nó sẽ bị phồng lên rất là nhiều nếu mà nước nhiều nha nếu mà bạn lâu bằng nước khô hay gì á thì chắc chắn là sàn gỗ một cái lựa chọn rất là tốt trong nhà các bạn nếu mà các bạn có em bé trẻ con thì nó rất thích bò trên những cái sàn mà các bạn có thể yên tâm nha follow mình để biết thêm nhiều về sàn gỗ